Mạc Thiên Tứ, Phản Khách Vi Chủ, Đảo Khách Thành Chủ, phần 7. Những biến cố này cho chúng ta đi đến kết luận là vào giữa thế kỷ thứ 18, Chantabun và các vùng duyên hải phụ cận, các đảo ngoài khơi trở thành khu vực chịu ảnh hưởng của người Tào Triều Châu, mà những thủ lãnh của họ được coi như có thái độ thù ghét Hà Tiên. Nói cách khác, chúng ta có thể tưởng tượng rằng việc đối đầu của hai nhóm ngôn ngữ người Hoa ở khu vực giao giới giữa Xiêm, Miên và Nam Việt, nghĩa là nhóm Triều Châu kiểm soát vùng đông nam bờ biển của Xiêm với Chantabun là tâm điểm, còn nhóm Quảng Đông kia thì tụ tập đứng sau họ Mạc ở Hà Tiên. Chính vì thế, cũng là lẽ tự nhiên khi vua Thạc Xỉn đối đầu với Mạc Thiên Tứ, là người được đám di dân đồng hương Quảng Đông ủng hộ mạnh mẽ, cũng như vua Thạc Xỉn cần sự tiếp tay của đám người Tào Triều Châu trong mục tiêu thống nhất và cai trị Simla. Với tham chiếu liên quan giữa Cambodia và hai lãnh tụ, cũng cần ghi nhận ngay từ đầu là việc giành quyền cai trị Cambodia là một thành tựu quan trọng của vương triều Ayutthaya kể từ vua Ramathibodi 1347-1369 và Prayuttaxin khi lên làm vua Simla cũng kế thừa truyền thống đó. Người Simla tranh giành quyền thống trị Cambodia đã đụng độ với quyền lực của chúa Nguyễn ở Quảng Nam, vốn chỉ đã vươn dài ảnh hưởng của họ xuống phương Nam kể từ giữa thế kỷ thứ 17. Thành ra, từ năm 1674, khi Hiền Vương dựng lên hai ông vua chư hầu, đó là Nặc Thu đóng đô ở Udon làm vua thứ nhất và An Nông Nặc Nộn làm vua thứ hai đóng đô ở Sài Gòn, Cambodia nay trở thành một đấu trường cho việc giành quyền thượng quốc của Quảng Nam và Simla. Mỗi khi Cambodia có nội chiến hay tranh giành bè phái, Quảng Nam và Sim đều đổ xô tới ủng hộ những phe đối nghịch, khiến cho quốc gia này trở nên bất ổn triền miên. Trên cơ bản, Thiên Tứ đồng tình với việc Quảng Nam giải quyết vấn đề Cambodia. Chính ông ta cũng có tham vọng rất lớn đối với quốc gia này. Trong liên kết đó, xin chỉ ra rằng sau khi ông đã đánh trả thành công quân đội Cambodia đến Hà Tiên năm 1739, Mạc Thiên Tứ đã tuyên bố mình là vua Cambodia với tước hiệu Naksamdet Prasovtat. Trong danh vị này, ông đã gửi nhiều thương nhân người Hoa như sứ giả đến tướng quân Tokugawa ở Nhật Bản năm 1742 và trình lên một quốc thư bằng tiếng Cambodia xin khôi phục liên hệ thương mại giữa Cambodia và Nhật Bản vốn đã bị gián đoạn từ năm 1736. Vào năm 1754 đến 1755, chúa Nguyễn Võ Vương, tức Nguyễn Phúc Khoát, 1738-1765, đã gửi quân đến can thiệp vào cuộc nội chiến ở Cambodia, đuổi vua Nặc Nguyên chạy xuống Hà Tiên để xin Thiên Tứ che chở. Triều đình Cambodia đã nhường cho chúa Nguyễn tỉnh An Giang, nay là Châu Đốc, để đổi lấy việc quân Việt rút về. Tương tự như thế, năm 1757, khi quân Nguyễn một lần nữa can thiệp vào nội bộ của Cambodia, vua An Tông Đặc Tôn cũng phải chạy đến ẩn náu ở Hà Tiên, nên để đáp lại lòng tốt của Thiên Tứ, sau cùng vua An Tông xin cắt hai tỉnh Ba Sắc và Trà Vinh để được chúa Nguyễn công nhận vương quyền của mình. Trở lại đề tài Simla chiếm đóng Hà Tiên, rõ ràng là mục tiêu chính cuộc viễn chinh của vua Thạc Xỉn qua phía đông vào giao thời hai năm 1771 và 1772, không chỉ nhằm loại trừ vương triều Mạc Thiên Tứ vốn là một căn cứ chống đối Thạc Xỉn, mà cũng để tái lập quyền thượng quốc đối với Cambodia. Cho nên ngay sau khi chiếm được Hà Tiên, vua Thạc Xỉn liền ra lệnh cho Trần Liên chỉ huy một cánh quân đuổi theo Thiên Tứ, khi đó đã đến nương náu ở Châu Đốc. Còn chính ông ta thì không chần chờ, đích thân đưa đại quân của lực lượng viễn chinh Xiêm tiến thẳng vào Cambodia.
chiếm được Phnom Penh và Udon. Vua Thaksin đã thành công trong việc thiết lập quyền bảo hộ An Nông lên ngôi Cambodia với danh hiệu Ông Pramadibadi. Vua An Tông vội vã chạy sang Gia Định để tìm sự che chở của Quảng Nam. Vào thời điểm đó, quyền bảo hộ của vua Simla đối với Cambodia xem ra đã ổn định. Tuy nhiên cũng chỉ là tạm thời, vì chẳng bao lâu người Sim đã bị một lực lượng hùng mạnh của người Việt dưới sự chỉ huy của tướng Nguyễn Cửu Đàm tấn công và đánh tan. Hậu quả là Phnom Penh và Lô Vách bị chiếm lại và An Tông lại được lên ngôi, còn vua Thaksin cùng tàn quân phải bắt buộc rút lui về Simla theo đường Hà Tiên. Cũng khi đó, An Nông thay vì chạy theo vua Thaksin trở về Sim thì ở lại Cambodia. Một cửa biển ở trong vịnh Simla cùng với 500 lính Sim do vua Thaksin để lại bảo vệ. Vì thế đã nảy sinh một cuộc đối đầu kịch liệt hơn với vua An Tông, khi đó đang ở tại Âu Đông với sự hỗ trợ của Quảng Nam. Chúng ta cũng biết theo thực lục tiền biên thì vua Thaksin trong khoảng thời gian ngắn dừng lại Hà Tiên, trên đường về nước đã đề nghị một cuộc giảng hòa với Thiên Tứ nhưng bị ông này bác bỏ. Vì thế vua Thaksin trở về Thonburi mang theo các hầu thiếp và con cháu của Thiên Tứ cùng với ông Hoàng Sim Chiêu Thúy mà ông ta bắt được trong trận đánh ở Hà Tiên để Trần Liên làm trấn thủ giữ thành. Ngay khi vua Thaksin trở về Thonburi, vương tử Chiêu Thúy bị hành hình về tội đã cấu kết với Hà Tiên. Lý do Thiên Tứ không chịu giảng hòa với Thaksin có vẻ như từ hai mặt. Trước hết, vua An Nông vẫn còn vững vàng ở Cambodia, một cửa biển thông với các đường tiếp liệu của Simla, chỉ cách Hà Tiên độ 40 km về phía tây. Thứ hai, vào thời điểm này, vua An Tông đã củng cố được vị thế vua thứ nhất của Cambodia và được Quảng Nam tích cực yểm trợ, nên Thiên Tứ rất tự tin rằng ông sẽ thu phục được Hà Tiên bằng sức mạnh và uy tín riêng của mình. Tác giả Trần Kinh Hòa, nguồn Thơ Cổ Phong.